Đoạn clip ghi lại vụ sâu sắc giữa lái xe container và lái xe bán tải. Sau khi xảy ra gia chạm, tài xế xe bán tải dược lên chặn đầu xe container. Tài xế xe này vừa xuống xe đã đòi lao vào đánh nhau với tài xế container. Dù được những xung quanh căng ngăn, kéo ra khỏi cuộc ẩu đả, song người này vẫn quyết hơn thua bằng được. Dù đã quay lại ghế lái nhưng người này vẫn có ý định mở cửa xe xuống đánh nhau tiếp tài xế say rượu chặn đường cà kịp lái xe container, người dân lao vào căng ngăn. May mắn là không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Được biết tài xế xe bán tải trước đó có sử dụng bia rượu trong bữa cơm trưa. Vụ việc xảy ra trên, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên vào trưa ngày 6 tháng 11. Hành xử của tài xế xe bán tải khiến nhiều người bất bình. Chán cái ý thức của bác tài xe bán tải, có tí rượu bi vào là hung hăng coi trời bằng dung, thành viên giao thông nhận xét. cưới vũ báo rồi có ngày gặp thợ săn thôi. Cả giận mất hôn, tham gia giao thông kiểu này nguy hiểm khó lường, một dân mạng khác bày tỏ.